Người Phật tử mà học Phật kỹ đó, mà lý do chúng ta học Phật á là để chúng ta sanh trí tuệ. Mà một khi trí tuệ chúng ta có thì chúng ta sẽ vượt đi những cái chấp trước. Có những cái mà chúng ta thấy mà cái thấy nó trở thành ra cái chấp trước thì nhà Phật gọi là tà kiến. Tà kiến là cái danh từ chung chỉ cho các loại thấy sai lầm. Thì trong tà kiến nó có nhiều loại tà kiến lắm. Ví dụ như mình thấy sai về thân. Thân này là vô thường hay thường? Vô thường. Tại vì nó vô thường từng sát na, chứ không phải là một năm sau mình mới vô thường. Rồi cái thân này chính nó vô thường, cho nên nó có biến hoại. Nó có biến hoại. Rồi vì nó có biến hoại cho nên nó có bệnh nè, nó có già nè, nó có chết nè, nó có đủ thứ những cái sinh khởi khổ não trên cái thân này. Thấy không sai lầm về thân như vậy, cái đó gọi là thấy rõ, thấy đúng về thân. Nhưng mà có những người, người ta nhìn cái thân này, người ta nghĩ rằng thân này tồn tại bất biến. Chính vì thấy thân này tồn tại bất biến cho nên người ta cung phụng, lo lắng, chăm sóc thái quá, để nhiều thời gian cho nó quá, và thậm chí đau khổ khi nó biến dịch. Cái đó gọi là tà kiến về thân. Cái đó gọi là thân kiến. Thật sự ra nếu mà nói là tôi bệnh tôi không khổ là không đúng. Bệnh là khổ đó. Tại sao khổ? Là bởi vì nó làm cho mình khó chịu. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được có thân là có khổ, thì cái khổ này nè, nó bất quá nó khổ cái thân thôi, nhưng mà nó không khổ cái tâm. Nhưng mà chúng sanh mình thường thường á, khi không chấp nhận được á, cái thân nó vừa khổ mà cái tâm nó cũng khổ luôn nữa. Cái đó gọi là thân kiến, cái thấy sai lầm về thân. Thân có người thấy, rồi có nhiều người thấy ngược lại. Ôi cái thân này đồ giả, đồ dởm, chăm sóc làm chi. Cho nên ăn bậy, ăn bạ, rồi làm những cái điều không đúng trên thân thể. Cái đó cũng là một loại chấp thân, mà thấy thân, cái này là chấp đoạn, thân này giả lắm, thôi khỏi lo. Cho nên bệnh không thèm uống thuốc, hay là không đi bác sĩ, hay là không ăn uống đàng hoàng, nó là nói chung là làm những cái việc để nó tổn hại cho thân thể. Cái đó gọi là đoạn. Đoạn tức là mình thấy, có người người thấy thân là thường, có nhiều người thấy thân là đoạn. Chính vì hai cái thấy này cho nên cái đó gọi là thân kiến, thấy sai về thân. Cho nên cái chữ tà kiến là danh từ chung. Còn phân tích tà kiến có bao nhiêu loại thì trong đó có một loại gọi là thân kiến. Rồi có nhiều người thấy lệch bên thôi, không có chịu nhìn tổng quát mọi sự việc, cứ nhìn con bên rồi chấp trước rồi phán đoán. Cái đó gọi là gì? Biên kiến. Ở trong bài kinh này á, Đức Phật dạy cho chúng ta, người nào mà còn có những cái tà kiến đó, nó trói buộc trong tâm ý mình, thì người đó không thể có sự an vui. Không có sự an vui thì Phật gọi là địa ngục. Có sự an vui thì Phật gọi là niết bàn, là cõi tịnh, là cõi trời. Có những Phật tử tu lâu, học Phật nhiều, nhưng mà cái hiểu về Phật nó quá là cơ bản, mà đôi khi nó làm cho người khác nhìn vô đạo Phật một cách sai lầm vô cùng. Chút xíu nữa trong kinh nói, rồi mình mới phân tích mấy cái chỗ đó. Cái bài kinh này có tên là Phạm Chí Kế Thủy Tịnh. Hôm rồi mình có định nghĩa chữ Phạm Chí rồi.
Phạm chí nghĩa là những cái người tu, giống như quý vị tại gia cư sĩ ở nhà giữ phạm hạnh thanh tịnh, sống đời độc thân ly dục, đại khái vậy gọi là phạm chí. Này, ông phạm chí này có tên là kế thủy tịnh. Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn lúc mới thành đạo, một mình ở dưới gốc cây trên bờ sông Út Tỳ La, giáp biên giới của nước Ma Kiệt Đà. Bây giờ có bà La Môn kế thủy tịnh sau giờ ngọ ung dung đi đến chỗ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn từ xa trông thấy bà La Môn kế thủy tịnh đi lại. Nhân thấy bà La Môn kế thủy tịnh, Ngài liền bảo các tỳ kheo: nếu có 21 thứ trói buộc tâm ý sẽ đọa vào ác thú, sanh trong địa ngục Nê Lê. Ở đây là cái ông này, ổng tu nhưng mà ổng là một trong những người rơi vào những cái tình huống như vậy. Chỉ bước Đức Phật thấy thì nhân cái cơ hội thấy cái đó, rồi mượn cái hình ảnh đó để nói pháp. Ví dụ mình dẫn con mình đi ra đường, thấy một cái người đó, ngày xưa họ là nhà giàu nhưng mà họ không có lo đi học hành gì hết, đi chơi, bây giờ họ nghèo, họ đi xin ở ngoài đường. Thì mình không có cười chê người ta, nhưng mà mình chỉ con mình đó, con thấy không, nhỏ hồi nhỏ không có lo học, lớn lên khổ não như vậy. Thí dụ vậy. Thì Đức Phật cũng vậy, thấy cái vị này đi tới thì đi tới thôi, thì Ngài liền nhân cái hình dưa dáng đó, tướng đó, mà cái hạnh của cái vị đó tu vậy đó. Cho nên Đức Phật nói, Đức Phật nói nếu có 21 thứ trói buộc tâm ý sẽ đọa vào ác thú. Chữ ác thú, chữ thú này là cái nơi chốn, chứ không có nghĩa là thú vật. Chữ ác thú là những nơi chốn mà khổ lụy, thì cái chữ đó nó nghĩa vậy đó. Sanh trong địa ngục Nê Lê. Chữ Nê Lê là phiên âm từ tiếng Phạn Naraya. Nếu mình phiên âm cho đúng là Nê Lê Gia, nhưng mình nói tắt là Nê Lê. Chữ Nê Lê á, Trung Hoa dịch là địa ngục. Bây giờ cái danh từ địa ngục là nó phổ thông rồi, nhưng mà địa ngục á, là một trong những nghĩa của chữ Nê Lê. Địa là gì? Địa là đất, phải không? Ngục là gì? Là nhà giam. Nhà giam ở dưới đất gọi là địa ngục. Thí dụ như bây giờ mình nói giam nó vào trong ngục, thì chữ ngục là gì? Là nhà giam. Còn cái người mà giữ ngục là gọi gì? Hả? Cai ngục. Còn tiếng Hán gọi là ngục tốt. Quý vị nghe từ đó, ngục tốt đầu trâu á. Mà thường thường ta nói cái người ở dưới cái cảnh giới đó đó, nó có đủ những cái dạng mặt hết á. Thường thường xưa nay mình hay nói ồ, ở dưới địa ngục là những người đầu trâu mặt ngựa. Thường thường người ta diễn tả hai cái người mà đứng canh cửa đó, một người có cái hình thù đầu của con trâu, một người có cái hình thù của con ngựa. Nhưng mà thật sự đầu trâu mặt ngựa là hai con vật tiêu biểu cho nhiều con vật ở trong những cái người đứng đó, không phải chỉ có hai người đó không. Đầu cọp có, đầu rắn có, đầu beo có, sư tử có. Nói chung là nhiều con thú thân người, nhưng mà cái đầu là đầu của con thú. Nhưng mà người ta nói chung, nói cho gọn, để lấy hai người biểu tượng là đầu trâu mặt ngựa. Và những người đó là những người cai ngục, coi chừng cái ngục, thì chúng ta gọi là ngục tốt. Còn địa ngục nghĩa là nhà giam ở dưới đồng đất, ở dưới đất. Chữ địa ngục là một trong mấy nghĩa của chữ Nê Lê. Và nó còn có nghĩa là gì? Nó còn có là cái chỗ gọi là không có vui, chỗ hoàn toàn không có vui. Cái chỗ đó đáng chán lắm,
gọi là khả yểm. Cái chỗ đó khổ dữ dội lắm, gọi là khổ cụ. Cái chỗ đó không có vui, gọi là bất lạc. Đó, Trung Hoa dịch cái chữ nê lê mấy nghĩa lần á. Địa ngục nè, khả yểm nè, khổ cụ nè, bất lạc nè, hữu vô nè. Hữu vô là gì? Có với không. Có với người tội mà không với người không tội. Đức Phật nói có 21 thứ trói buộc tâm ý sẽ đọa vào ác thú, sanh trong địa ngục nê lê. Ở trong một cái bài sám mà quy mạng chúng ta thường tụng có câu nê lê khổ thú ngạ quỷ đạo trung. Tất cả những cái chỗ nào đau khổ phiền muộn, trong đó địa ngục là một, và những cái chỗ đau khổ khác. Bây giờ Đức Phật liệt kê 21 thứ. Những gì là 21 thứ trói buộc tâm ý? Đó là tà kiến trói buộc tâm, phi pháp dục lừa dối, tà pháp của thế gian, tham lam, sân hận, giải đãi, thùy miên, đùa giỡn, không biết hổ thẹn, nghi ngờ, tức giận, bực tức, keo kiết, ganh tị, không hỷ xả, quanh co nịnh nọt, huyễn thuật, không biết xấu hổ, không biết xấu, không biết hổ, tật đố và tăng thượng tật đố, phóng dật, trói buộc tâm ý. Phật liệt ra 21 thứ. Bây giờ mình đi từ từ. Có 21 thứ trói buộc tâm ý, đó là tà kiến trói buộc tâm. Như nãy Pháp Hòa thưa đó, tà kiến là những cái thấy sai lầm. Mới vừa rồi đây Pháp Hòa nhận một cái thơ. Một vị Phật tử có người thân mất, rồi mới xin mượn quyển kinh về tụng, hay mượn kinh Địa Tạng về tụng. Thì người ta hồi nào giờ người ta chưa bao giờ người ta tụng kinh, cho nên mở kinh ra tụng thì chữ nghĩa tụng nó không suông, đôi khi tụng nó trật chữ. Thì một vị khác mới nói tụng kinh Phật mà tụng trật như vậy là tội dữ lắm. Cái đó là một dạng tà kiến. Nếu mà Đức Phật ngồi đó nghe mình tụng, rồi Phật kiểm tra lại có mình tụng trật hay tụng đúng, để rồi bắt tội mình, vị đó có được gọi là Phật không? Cái vị đó đâu phải là Phật. Phật là phải, tại sao mình tôn kính Phật? Là vì hễ nói tới Phật thì cái gì mà đẹp nhất trên đời này là mình tặng cho Phật hết. Phật là từ bi hỷ xả, Phật là rộng lượng bác ái. Tưởng sao bây giờ cái gì cũng bắt tội hết thì đâu phải Phật. Cho nên Phật tử mà không hiểu Phật đó, mà đi ca ngợi Phật cái kiểu đó đó, tức là mình đang làm giảm cái giá trị của Phật. Người ta tụng kinh là để người ta, thứ nhất vì người thân mình tụng để siêu độ. Bên cạnh đó nhân cái cơ hội vì người thân mất. Nếu mà người thân không có mất chắc mình cả đời chắc không biết kinh Địa Tạng là gì ha. Nhưng mà nhờ người thân mất cho nên thương người thân quá ráng tụng kinh. Thì bây giờ khi mà tụng xong rồi vì người thân mình tụng, tụng chí thành tha thiết tụng cái thì lại thấu hiểu lời kinh, cái mình tu tập mình chuyển hóa. Bây giờ Pháp Hòa nói Phật tử mình đây tụng kinh mấy chục năm, có bao giờ mà một thời kinh nào tụng mà không có trật chữ không? Làm gì không có cái chuyện đó được. Quý thầy tụng cũng trật như thường, như đừng nói là mình. Quý thầy tụng mà còn trật chữ nữa đó. Đôi khi mở ra cầm máy làm chủ lễ mà tụng trật lên trật xuống cũng có vậy. Rồi không lẽ mình nói cái thầy đó tụng tội dữ lắm à? Không thể giải thích, không thể nói như vậy được. Người ta tụng, thí dụ người ta tụng kinh lần đầu tiên, không có ai mà tụng không trật hết. Các chú ở đây nè, nhỏ nhỏ vô chùa tu, mấy chú tụng kinh đơn giản, mấy bài kinh ngắn gọn vậy nó quen rồi.
Bây giờ buổi tối mà lên tụng kinh bộ coi, trời, tụng Pháp Hoa, tụng có một lần mà nhớ tụng cái bộ Đại Bảo Tích đó, chú xuống chú nói thầy ơi kinh này sao khó tụng quá. Vì đâu phải là dễ tụng đâu, mà đặc biệt là nếu mà mình đi vào những cái bài thần chú tụng mà là còn chịu, trời ơi phải dán mắt vô để nó đừng có trật đó. Bây giờ nếu như mà nói rằng tụng kinh mà tụng trật mà có tội á thì chắc không ai dám tụng đâu. Tại vì nó thôi, tôi chữ Việt tôi không rành. Thí dụ như bây giờ mình biết phát âm, rồi cái người đúng chữ, còn cái người dân miền Tây người ta không biết tụng đúng chữ. Thí dụ ta mở kinh ra ta nói Phật bảo ăn cơm rồi đi đi rửa chén. Nói trời ơi tụng gì trật tội chết. Cái quan trọng là người ta thấy được cái chữ đó, rồi người ta hiểu được cái câu kinh đó, người ta thấm nhuần, người ta tu, người ta chuyển hóa. Hôm nay người ta tụng cái chữ nó trật, bởi vì đôi khi như hồi nãy nè, lên thăm bác Dụ Từ, bác nói bây giờ á, mắt á, mà bữa nào mà nó ra nước mắt, ho quá ra nước mắt á, tụng Bồ Tát ra Bồ Tội. Bác nói vậy đó, tức là khi con mắt mình nó mờ rồi mình đâu có thấy chữ đúng đâu. Rồi không lẽ mình nói vậy tụng trật vậy tội. Là một dạng tà kiến đó. Rồi Phật tử người ta đem cái quyển thủy sám về, người ta lại sám hối biểu đừng tụng thủy sám ở nhà. Ở nhà mà tụng thủy sám là âm linh nó vô nhà đó. Nói vậy đó. Mà đi chùa lâu năm đó nghe. Mà mình nghe những cái chuyện như vậy mình khó chịu lắm. Tại vì thí dụ một cái người Phật tử mà người ta không biết gì hết, người ta nói những cái câu nói đó, người ta hiểu như vậy thôi mình còn châm chước. Phật tử đi chùa lâu rồi, học Phật nhiều rồi, mà tại sao còn có những cái tà kiến như vậy? Bây giờ Pháp Hòa nói á, ở phía sau mình thờ vong, mỗi một cái bàn vong bây giờ là hơn 500 cái hình. Quý vị cúng cơm 4 chén đủ cho người ta ăn không? Đủ không? 3 chén không đủ, 4 chén không đủ. Bây giờ mình có đem 100 cái chén cơm lên cũng không đủ như thường. Cúng là một biểu tượng, thành thử ra một chén cũng được. Chứ không phải là bao nhiêu người phải bao nhiêu cái chén. Nếu mình nói rằng hai người hai chén hay là ba người phải ba chén, vậy thì tại sao không kiếm 400 chén cơm lên để, 500 chén cơm lên để cho mỗi người chén? Và chúng ta phải hiểu rằng bày một mâm cơm đó là tượng trưng. Và hơn nữa chúng ta có cái gì? Nếu mà nói thần thoại một chút, chúng ta có cái bài gì mà để cho no đủ? Biến thực biến thủy. Cho nên tại sao ngạ quỷ là mình mời nghe, mỗi bữa ăn cơm trưa đó mời nghe, đại bàng kim xí điểu, tức là chim đại bàng cánh vàng, một loài rồi. Câu thứ hai, khoáng giả quỷ thần chúng, là các loài quỷ thần ở nơi đồng trống. Chữ khoáng giả là ở nơi hoang dã, mà không phải một con à. Quỷ thần chúng, tức là tất cả các chúng quỷ thần ở nơi đồng trống. Rồi hai loại, mẹ con quỷ La Sát, tức là La Sát quỷ tử mẫu. Cam lồ tất sung mãn, cam lồ, cái vị cam lồ được no đủ. Mà nhìn vô chén mấy hạt cơm, có 7 hạt cơm thôi. Hồi xưa các tổ trong luật giới á, lấy muỗng gấp 7 hạt cơm để vô đó. Mà còn thồng thêm câu nghe, không được quá nhiều. Quá nhiều thời phí, không được quá ít, ít quá bỏng sẻn. Đó là tượng trưng, tức là mình lấy ý cái câu đó là đây là tượng trưng cái trung đạo. Nếu nói nhiều, nhiêu đó nhiều không? Nếu nói ít thì cái này là quá ít. Chứ cái câu đó không phải là tổ quở mình ít hay nhiều, mà ở đó mình phải tu cái chỗ trung đạo.
Đừng có thấy cái ít cái nhiều mà chúng ta sanh tâm. Rồi hay là mình nói cúng linh á, không có được cả cúng mì, không có được cúng đậu que, không có được cúng đậu đũa, không có được cúng hủ tiếu. Hỏi sao vậy? Toàn là dây không à. Hỏi tại sao dây? Nói người mới chết đó, để cái đó vô như vậy đó, cái thì người ta bị cột cái chân lại, người ta không đi đầu thai được. Trời đất ơi, mì mà luộc dư lửa một chút rồi nó rụt rã ra đó. Rồi cái người mà người ta muốn đi á, người ta bứt cái một và dây bứt còn đứt chứ đừng nói mì. Mà không cho cúng mì trong 49 ngày, tại vì sợ mì là những cái loài có dây, mà dây là cột lại cái người chết. Rồi mới vừa rồi đây, có một gia đình, có một người thân mới mất 2 tháng trước, là mẹ mất. 2 tháng sau ông già mất. Hỏi Pháp Hòa thì Pháp Hòa nói thì bây giờ á, hai cụ tuổi tác thì tương đương, già bệnh thì nó cũng cỡ đó. Thì bây giờ hai chiếc xe nó sản xuất cùng năm, lái cùng speed thì có ngày nó hư cùng ngày chứ cái chuyện có sao đâu. Vậy mà người nhà ở Việt Nam sợ chết trùng. Rồi quý vị biết làm cách nào để trừ chết trùng không? Mua đu đủ về nhét vô quan tài. Biết tại sao đu đủ không? Nó thôi đủ rồi, đừng kéo đi nữa. Tại vì người Việt Nam mình gọi cái trái đó là trái đu đủ, mà mình lấy cái ý đủ nghĩa là enough. Nhưng mà nếu mà cái tiếng cái chữ đu đủ đó, đó người Mỹ họ đâu có kêu đu đủ, người Tàu không kêu đu đủ, không có cái nước nào kêu đu đủ hết á. Bây giờ chắc phải kiếm cái trái gì kêu enough. rồi bên Tàu phải kiếm cái trái nào câu là. Cái đó là một dạng tà kiến. Cho nên rồi cái chị đó, chị mới lên chị nói gia đình con bệnh, nó gọi qua biểu vậy, con nói tôi lại gia đình đừng có nghe mấy cái đó. Pháp Hòa hỏi rồi chị có muốn, nói dạ không, trời đất ơi, ai mà đi nhét đu đủ trong quan tài. Rồi có những nơi người ta không có làm qua, không có nhét đu đủ á, thì người ta bỏ một bộ bài tứ sắc vô trong quan tài á. Quý biết tại sao không? Nói lo bận rộn đánh bài cái quên về kéo người thân. Đó, có những cái đó gọi là tà kiến. Rồi xong rồi, không cho tụng kinh Thủy Sám, không cho tụng kinh Pháp Hoa, không cho tụng kinh Kim Cang. Rồi kinh gì cũng không được tụng hết. Rồi Pháp hỏi tại sao không tụng, nói gì kinh Kim Cang nóng tánh, kinh Pháp Hoa lộn xộn trong nhà, kinh Địa Tạng chiêu âm binh. Mà khổ nổi trong kinh không hề có câu nào nói cái chữ đó, mà mình tự đặt, mình tự tạo ngụy ra những cái lời lẽ như vậy và nói là gắn vô cho kinh. Phải chi trong kinh nói, mà trong kinh nói còn phải suy nghĩ lại chứ cũng chưa chắc nữa. Mà bởi vì Đức Phật nói rất là rõ, các vị đừng tin cái gì dù những cái đó là nhiều người truyền đi nói lại. Quý vị đừng tin, vội tin cái điều gì dù đó là những lời ghi chép hoặc là những cái lời người ta truyền tụng lâu năm, mà quý vị phải suy nghĩ cho kỹ những cái lời đó. Cho nên rồi á, mình rồi có những nơi, ví dụ bây giờ có một cái sáng chế ra nữa là ai mà thọ Bồ Tát giới xong rồi á, đắp y Bồ Tát rồi, chụp cái hình Photoshop để lên mình đang ngồi trên bông sen, xong rồi đem lên bàn thờ để cho Phật tử người ta tới chùa, người ta lại cái bàn thờ Bồ Tát đó để cho người ta có phước, tại vì mình tu tới Bồ Tát giới rồi. Có những cái ý nghĩ như vậy. Trong kinh không hề có, trong kinh Địa Tạng không hề có câu nào nói phải chi Phật vì từ bi. Phật nói tôi nói kinh này quý vị nhớ tụng ở chùa thôi, đừng đem về nhà tụng, tại vì tụng ở nhà binh âm nó vô nhiều lắm. Phật không nói mà mình tự đặt. Mà tại sao mình lại nghe những cái câu chuyện tự đặt như vậy để rồi tự làm khổ mình? Đấy, chữ khổ là từ đâu ra?
Bản chất của vạn pháp không hề khổ, nhưng mà tại vì chúng ta không nhận ra nó cho nên chúng ta mới khổ thôi. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ bản chất cái thân này là có bệnh, vậy thì bệnh có thật khổ không? Tại vì nó là một sự thật ở trên thân này, nhưng mình không chấp nhận nó là mình khổ. Bản chất của tiền nó không có xấu, nhưng mình xài không đúng thì nó mới xấu. Bản chất của mọi pháp không có cái gì nó mang cái tính chất phiền não hết, nhưng mà tại vì mình không biết nó mà phiền não thôi. Giống như bản chất người ta thường nói đó, hoa bất mê nhân, nhân tự mê, mà hoa nó đâu có làm mê người, người tự mê hoa. Nó đâu có kêu gọi ai đâu, tự mình đi ngang rồi mình thích nó, mình thương nó. Có một Phật tử hồi mới đi chùa, bữa trưa nào chủ nhật ăn cơm á, cái vị đó cũng đi xuống lầu xin một dĩa cơm đem lên để trên bàn thờ ngay cái hình của người thân. Thì Pháp Hòa mới nói, ủa hồi nãy cúng rồi mà sao cúng nữa? Nó, trời ơi, con thấy ở trên chùa thờ vong nhiều quá, mà cúng có ba chén cơm mà không đủ ăn, mà nhà của con hiền lắm, không có biết giành giật với ai hết trơn, cho nên con chắc chắn là nãy giờ ông đói. Cho nên là thôi giờ con xin dĩa cơm con đem lên con để. Thôi Pháp Hòa cũng nói gì cái đó, cái tấm lòng của người ta. Nhưng mà bẵng đi thời gian thì Pháp Hòa không thấy làm nữa. Tại sao? Bây giờ hiểu đạo rồi. Hồi xưa chưa hiểu là mình nghĩ rằng người thân mình phải để ngay cái đó người thân mình mới ăn được. Cho nên quý vị ơi, mà nếu mà bây giờ mình cúng linh mà nói ba chén chung, ba chén trà mới đủ, ba chén cơm mới đủ, mà để một chén hai chén mà mình không chịu đó, thì nếu mà không chịu hai chén thì ba chén cũng chẳng gọi là đủ. Hồi đó Việt Nam mình á, cúng theo xưa đó, nếu mà là ngày giỗ á, thì ở trên bàn thờ của ông bà cúng bốn chén cơm. Đó là cúng theo xưa đó. Tại sao bốn chén? Tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu, cha mẹ bên vợ và cha mẹ bên chồng, hay nói người gọn là nội ngoại. Mà bây giờ nếu mà nói nội ngoại hai bên là kéo về cả nhà đó, là mấy chục người đó. Bốn chén đó, mỗi một chén tượng trưng cho một bên, cho nên mình mới lại bốn lại. Cúng xong mình lại bốn lại là tượng trưng cho lại tứ thân phụ mẫu. Mình lại ba lại là mình lại Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Khi mình mang chè lên cúng Phật á, là cứ mang chè lên cúng thôi, không có cần muỗng nĩa gì hết. Tại vì cái đó là tượng trưng thôi mà, cái đó là biểu tượng chứ không phải là Phật. Phải không có cái muỗng sao Phật ăn? Bây giờ có đưa muỗng Phật cũng không ăn đâu, tại Phật người Ấn Độ mà. Cho nên lỡ hôm nào quên muỗng Phật còn mừng nữa, Phật nói đỡ tốn con. Trời đất ơi, có thiếu có một cây muỗng mà chạy lên chạy xuống la hét rùm, thiếu muỗng sao Phật ăn? Mình ăn muỗng chứ Phật nào ăn muỗng? Phật chưa hề đòi hỏi mình cái gì hết. Rồi nếu như mà mình nói cúng chè phải đem cây muỗng thì tại sao những lúc đem nguyên trái sầu riêng không đem theo cây dao? Để cho Phật mổ sầu riêng chứ Phật không biết ăn sầu riêng à? Phật không biết sầu riêng á. Sầu riêng là tại mình biết ăn mình mới mua mình cúng à. Chứ mà đưa Phật, Phật cầm nó, what is this? What do you call? Cho nên mình tất cả những cái sự cúng kiến, đã cúng là kiến, có nghĩa là trình. Cúng nghĩa là trình, cho nên chúng ta gọi là cúng kiến. Trình cái gì? Trình cái tâm của mình, trình cái tâm thương nhớ mình. Nhưng mà bây giờ làm sao mình trình đây? Biểu lộ qua một mâm cơm, một chung trà. Cho nên là cúng kiến. Kiến nghĩa là chúng ta trình những vị chư vị đó.
làm hai mâm cơm, mâm cúng cho đương sự, mâm kiến ông bà. Hồi xưa cúng kỹ thì cũng vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình làm gọn như ông cụ kia đi. Tôi xin mời bà tôi về ăn, hôm nay giỗ của bà, sẵn bà nhớ kêu con về ăn với bà cho vui. Cho nên thưa đại chúng là mình, nếu mình thoát ly được cái đó, nó không có trói buộc cái tâm mình. Nếu không mình khổ lắm, mình phiền lắm. Người thân ở trong bệnh viện mất. Mà thưa đại chúng, ở trong bệnh viện á, người ta không có cho mình ở lâu, nhất là cái phòng ICU. Tại vì một khi mất rồi là họ phải giải quyết, để mình phải giải quyết ngay để người ta dùng cái phòng đó cho người bệnh khác. Đâu có cái chuyện mà gọi là không cho dọn đồ. Vậy mà người thân mất ở trong cái phòng ICU, rồi cái vị này mới đem đi vô trong đó dọn dẹp quần áo, tủ bàn của mẹ, mấy cái đồ lặt vặt lúc mà người bệnh để đó. Mình tới mình nói đừng có dọn, dọn trong vòng 49 ngày đó người chết đã nổi sân, tiếc của, đó đọa địa ngục, đó tụng kinh vô ích. Không lẽ mình nói với bệnh viện, nói cho tôi gửi áo má tôi 49 ngày, rồi tôi vô tôi lấy. Trời đất ơi, những cái ý nghĩ như vậy. Rồi cũng đem ra nói, rồi cái người khác rồi nghe. Rồi bây giờ người ta lỡ người ta dọn rồi người ta đau khổ quá. Người ta nói trời ơi, vô tình tôi hại mẹ tôi rồi. Người ta buồn khổ quá. Người ta nghĩ rằng người ta cố gắng, người ta làm cho cha mẹ người ta được siêu thoát. Nhưng mà trong cái muốn đó, người ta đã vô tình, người ta dọn dẹp đồ của mẹ người ta. Quý vị biết ở trong những cái nhà dưỡng lão như là nursing home hay là long term care, mất một cái rồi mình dọn ra, mình cái người đẩy cái người đó đi là hôm sau họ phải vô clean up liền. Tại vì cái waiting list của những người mà người ta cần phòng, người ta dọn vô nó ào ào, nó không có chỗ đâu. Đâu phải nhà của mình đâu, mình muốn để ở nhà mình đó, mình muốn để bao lâu mình để. Mình muốn sợ người thân đó còn quyến luyến quần áo của cải gì đó. Nhưng mà nếu như trường hợp mình sợ như vậy thì mình nói với người thân: má ơi, quần áo của má, giày dép của má, đồ đạc của má, bây giờ má mất rồi, má không còn dùng nữa. Thôi con đem tất cả những cái đồ này con cho người khác, người ta xài cho má cá phước nha. Má đừng có lưu luyến, má đừng có tiếc gì hết mấy cái này. Thí dụ mình sợ người thân mình tiếc rẻ, trước khi mình dọn mình cho mình nói. Thì đó là mình nói là dữ lắm rồi đó. Chứ còn thật sự ra người thân mình mất rồi, những đồ đạc đó không dùng nữa, mình cho người khác tốt. Đấy, hôm rồi có một anh thanh niên mất đó, người thân đem lên một bịch quần áo, giày dép của ảnh. Pháp Hòa mở ra còn nhiều thứ Pháp Hòa xài được quá. Giày của ảnh Pháp Hòa mang vừa nè, Pháp Hòa lấy một đôi. Đó. Mấy cái áo thun ảnh mặc Pháp Hòa còn mặc được, Pháp Hòa mặc có sao đâu. Mình bỏ mới tội chứ, mình phung phí mới tội chứ, còn mình sử dụng được tốt chứ. Cho nên mình cái gì mình biết thì mình nói, còn không biết thì mình confirm lại, mình hỏi lại quý thầy. Nhưng mà nếu mà mình có những cái nhìn lệch như vậy, những cái chấp như vậy, cái đó là tà kiến, là một loại chấp trước. Chấp có, chấp không, chấp thường, chấp đoạn. Khổ lắm. Đi tụng kinh đám tang, mà trước khi đi ra khỏi nhà hoàng dặn phải đem đồ hết ra nghe, không có được trở vô nhà hoàng nghe không. Trời Phật ơi, chén dĩa nồi niêu gom sạch, mà Pháp Hòa bảo đảm mà nếu như mà bỏ quên cái cà rá hột xoàn trong đó, bất chấp thế nào cũng phải vô lấy lại à. Tại vì ba cái lặt vặt nó không cho đó. Chứ nếu mà lỡ mà vô trong đó mà lột cái đồng hồ mắc tiền mà để vô trong nhà vệ sinh, đi ra xong rồi quên, thôi tôi bất chấp. Bây giờ tôi chưa thấy ai kéo tôi mà tôi mất cái đồng hồ là tôi tiếc rồi.
Làm gì có cái chuyện mà Pháp Hòa nói ví dụ đi, bây giờ mình có ba mẹ già ở nhà nè, mà lỡ ba mất rồi mình đi vô trong nhà hoàng mình làm đám mà không cho mình trở vô nữa. Bây giờ mình tin cái điều đó đi, mình không bao giờ mình trở vô, ngược lại. Nhưng mà trong đời mình có trở vô đó nữa không? Làm sao mà cũng vô hà rầm chứ bộ. Không người thân thì cũng bạn bè, nói chung là mình có việc mình cũng phải vô ra đó trong một năm. Làm gì mà có cái chuyện mà gọi là đi vô trong đó mà bỏ quên đồ mà không được trở vô lấy là sợ xui. Những cái tin như vậy nó đâu phải của đạo Phật đâu. Chưa có một quyển kinh, một quyển sách nào mà nói cái chuyện đó hết. Mà ngày xưa thưa đại chúng, bên Ấn Độ không có nhà hoàng. Tới bây giờ bên Ấn Độ cũng không có nhà hoàng. Chết rồi là bó giải đem ra mấy cái bờ sông đốt rồi dục xuống nước. Không có nhà hoàng mà cũng chẳng có quan tài. Qua Ấn Độ kiếm quan tài không ra. Lấy vải trắng quấn lại rồi kiếm chỗ nào đó rồi châm lửa đốt. Rồi nếu mà cái dòng sông nhỏ nhỏ ở một cái tỉnh, một cái thành phố nào mà nó nói nó có thể chảy xuôi về cái dòng sông Hằng đó, là để cái xác đó đi vô cái dòng nước đó để nó trôi, nó từ từ nó cũng sẽ nhập vào cái dòng sông Hằng đó. Chứ không có nhà hoàng, không có hoàng, không có cúng gì hết á. Tại vì cái truyền thống mình là Á Đông, mình là người Việt và người Trung Hoa, cho nên mình mới có cái tục lệ cúng cơm, cúng nước, cúng trà gì đó. Chứ nếu mà qua những cái nước như nước Ý, nước Nga thì người ta không có cái phong tục đó. Chuột chù là người ta là Phật giáo. Ở bên người Hoa người ta cúng, người ta không có cúng mâm cơm giống kiểu người Việt. Người ta làm 5 chén, 1 chén nấm, 1 chén cải, 1 chén đậu hũ, giờ nó 5 thứ. Người ta đem lên người ta cúng. Cho nên cái tất cả những cái cúng là một cái biểu tượng tùy theo cái văn hóa của mỗi nước, chứ nó không nằm ở trong đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật đến đất nước Việt Nam, thấy cái nghi lễ cúng kiến của người Việt Nam mang được cái tính hiếu đạo trùng với đạo Phật, thì đạo Phật hội nhập được và làm cho cái ý nghĩa cúng kính đó nó thêm đẹp. Nhưng mà cũng chính chúng ta hành cái pháp đó mà không hiểu được, rồi chúng ta bày vẽ. Có nhiều người không cho Phật tử nghe pháp ở trong nhà nha. Nên ở trong nhà đừng có mở băng giảng, đừng có mở băng tụng kinh. Hỏi tại sao vậy? Tại vì mỗi lần mà tụng kinh đó là quỷ rồi nó vô nhiều lắm. Mà cứ ở nhà mà cứ mở kinh hoài là quỷ nó vô. Xin thưa là nếu không mở kinh, không mở pháp, quỷ mới vô. Quỷ gì biết không? Quỷ tham, quỷ sân, quỷ si, quỷ mạng, quỷ nghi, ba cái thứ quỷ đó nó mới vô, nó nhập mình. Còn mình có mở băng pháp, mình nghe, mình chuyển hóa, quỷ tham, quỷ sân, quỷ si thì nó đi hết chứ mắc gì nó vô. Mà thí dụ như nó có vô, nó ngồi nó nghe pháp là mình cũng có công đức chứ. Có gì mà sợ. Cho nên nội cái tà kiến nói hết buổi rồi. Đó là tà kiến trói buộc tâm, phi pháp dục. Phi pháp dục là gì? Là những cái ham muốn không có đúng pháp. Thế nào là không đúng pháp? Thứ nhất là nó phải phù hợp với cái hoàn cảnh, cái thời gian, và đồng thời cái bản chất, cái vị trí của mỗi người. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ quý Phật tử thương Pháp Hòa quá, hay là thương quý thầy, quý cô quá, quý vị đi mua cái áo lạnh bằng da quý vị tặng cho quý thầy mặc, thì cái áo lạnh đó là, hoặc là một vị thầy đòi hỏi cái áo lạnh bằng da để mà mặc đó, đó là dục phi pháp. Mình được quyền mặc áo lạnh, người thế gian người ta cũng mặc áo lạnh, nhưng mà cái người đời người ta mặc cái áo lạnh da nhìn nó không sao. Ông thầy tu mà mặc cái áo lạnh da nhìn được, coi không được. Mà nếu mà thầy tu mà còn đòi hỏi nó đi lựa nào loại da thiệt á nha.
để cho mặt cho nó đẹp, nó thế này thế kia, đó là dục phi pháp. Cho nên có một lần có một vị đem tặng cho quà cái áo lạnh bằng da tốt lắm, nhưng mà quà đâu dám mặc, phải quà cho lại Phật tử hoặc là mình gửi lại người ta. Đây có một vị mà đem cho quà một cái đôi vớ mà làm bằng cái gì da con cừu á, lông cừu hay da cừu vậy đó, có quà đâu có nhận. Mà nói trong luật cũng không cho xài mà mình cũng không nên đó. Thành thử ra đó là mình nói về nếu mình là người tu thì mình phải có những cái không nên. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ ở ngoài nó họ có chế ra những cái bóp da cho men. Mình được, mình nếu mình cần cho cái phù hợp với thời đại mình quẩy cũng được. Nhưng mà đừng có xài những cái loại bóp hiệu, bóp da đó. Nó có những cái loại mai bằng vải thường của mấy cái cao hãng thường đó, mấy cái giống như mấy cái vali suitcase nó nguyên một set đó. Cái quẩy cái đó cũng được nếu mà mình muốn. Trời ơi, thầy tu mặc nguyên cái áo nâu, thầy trong chiếc áo nâu sòng, vai quẩy bóp da, khó ăn được. Người tu mình á, cái đẹp của người tu, một vị xuất gia là cái đải đó, cái đải bằng vải đó, mình quẩy là đẹp rồi. Còn nếu mà mình muốn mình có thêm cái laptop gì, nó có cái tập, cái bát mà, cái bịch mà, cái túi mà để mình đựng cái gì, cái laptop rồi đó, quẩy cái đó cũng coi cũng còn giống như cái cặp da học sinh đi học đó là được rồi. Mình đi mua làm chi mà cái bóp gì mà nó sọc nâu sọc trắng mà nó hiệu gì, cái hiệu gì LV hay VL LV không biết LV VL gì đó mà Pháp Hòa nghe ta mà Pháp Hòa thấy không đẹp, nó không phải đúng cái hình ảnh của người tu. Ví dụ mà trời nắng mình có thể đội một cái nón vải, mình đội làm chi một cái kết mà thứ mấy anh cao bồi ở ngoài đời anh đội cái kết đó, nó đâu có hợp với cái hình ảnh của người tu. Đó là Pháp Hòa nói cái người mình tu, còn nếu mà cái người thì tùy theo mỗi hoàn cảnh của mọi người. Đặc biệt là người đời thì sao cũng được, nhưng người tu á, cái đời sống vật chất á, đặc biệt là cái thời hiện đại, có những cái mình cần nhưng mà nó vừa chừng thôi, có những cái nó quá đáng, nó không phù hợp với hình ảnh của người tu, mình nên bớt đi. Đó là dục phi pháp. Còn thí dụ như ngoài đời cũng vậy, gia đình mình tiền bạc nó có ngăn chừng, nó có chừng mực. Mua sắm xài cái gì mình xài theo cái khả năng hoàn cảnh tiền bạc của mình. Mình đừng có xài nó quá rồi mình phải thâm thủng vô đó. Mình chỉ muốn nghĩa là lấy cái tiếng bên ngoài thôi. Để rồi mình phải mang nợ, hay là mỗi lần mà mua về thì mình phải nói dốc với chồng, hoặc nói dốc với vợ, hay nói dốc với con. Hoặc là mình phải cất tiền, giấu tiền để mình có những cái đó đâu cần thiết. Cho nên Pháp Hòa thấy quý sư cô mà quẩy cái túi mà bây giờ mai cái túi vuông vuông bằng vải đó là cũng đã đẹp rồi. Trời ơi, đi mua cái bóp thứ mấy cái cô mà hay quẩy dai nè. Mấy cái cô mà hay có cái túi bự thì bự quẩy dai vậy nè. Người xuất gia mà quẩy cái đó đâu có đẹp, đâu có sang gì đâu. Mà quẩy chi cái đó. Cho nên mình không nên có những cái đó. Đó là dục phi pháp dục. Người xuất gia nó cũng có phần của người tại gia như nãy qua nói vậy đó. Lừa dối, tà pháp của thế gian. Tà pháp của thế gian. Một cái người đời á, họ có thể họ
tinh theo một cái hình thức lên đồng, lên cốt. Nhưng mà mình là một người xuất gia thì không làm cái đó được. Là người xuất gia là không có nhai trầu, không có hút thuốc. Tham lam, sân hận. Sân hận là gì? Tức là mình nóng giận rồi mình để cái sự bực tức ở trong lòng. Sân là nó nổi nóng lên. Sau khi mà nổi nóng rồi thì mình để cái hiềm hận ở trong lòng. Giải đãi, giải đãi là gì? Làm biếng. Cái người tu á là mình cần tạo phước. Phước không có tu khó lắm. Tu nó trầy di róc dãy lắm. Cho nên phải thật là kiệm phước. Kiệm phước từ cái ăn, cái mặc, tới cái việc làm, cái đời sống của mình, thậm chí cái lời nói của mình. Có nhiều vị mới nói: thầy bây giờ cũng tu mấy chục năm mà sao thầy gặp mấy thầy nào thầy cũng xưng con hết vậy, mà con biết thầy nó nhỏ hơn thầy dữ lắm mà. Nói người ta nhỏ tuổi nhưng mà giới phẩm người ta cũng là tỳ kheo, mà mình là quen rồi, ai mình cũng xưng con hết á. Chỉ trừ những thầy quá thân thiết từ hồi học tới giờ mình gọi anh em huynh đệ thôi, gọi tên với phần lớn là các thầy là mình xưng con hết. Mà mình xưng con đó là gì? Đó là mình khiêm cung, mình cung kính với một vị tỳ kheo chứ có gì đâu. Cho quý thầy cũng không có gì phải ngại. Tất cả chư vị ni sư, sư bà, Phó Hòa gặp Phó Hòa cũng một bậc là ni sư con. Nó chờ thầy đừng xưng vậy, nó dạ không, con quen rồi. Đối với các bậc tôn đức, tăng ni đều phải kính trọng. Cái đó là mình kiệm cái phước cho mình thôi, chứ không có gì hết á. Mình xài thì cũng có sao, nhưng mà xài nhiều thì nó hết. Còn mình tiết kiệm thì nó còn. Sân hận giải đãi. Cho nên á, mình ở trong chùa mình tu á, có nhiều vị quan niệm á, vô tu á là chỉ ngồi học rồi tu rồi tụng rồi niệm thôi, chứ không có làm gì hết á. Làm cái gì cũng là, có nhiều người nói vậy nè, tôi vô đây tôi tu chứ đâu phải vô đây tôi làm mọi Phật tử. Rồi bây giờ ví dụ thôi, Phật tử người ta nuôi mình để làm gì? Để mình tu. Mà chắc là mình có tu chuẩn không? Mình không lo, mình công quả, mình tạo phước, mình nợ lại. Rồi đời này không trả, trả kiếp sau nữa, nhiều đời nhiều kiếp phải trả. Cho nên thí dụ như nhiều khi mình thấy một cái người đó, đặc biệt là đệ tử của mình hay là con cái của mình, đi xuất gia làm việc trong chúng, phụng sự cho đời cho người, mình tâm niệm của mình là phải hoan hỷ và ủng hộ. Tại vị đó đang gieo cái duyên lành với chúng sanh. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, Pháp Hòa ăn xong rồi Pháp Hòa cứ vô phòng mà ngủ miết, tới giờ ăn ra ngủ ra tiếp, rồi ăn xong rồi vô ngủ, hay là mượn cớ ở trong phòng đọc kinh, đọc sách, học bài làm gì đó, thì làm sao Pháp Hòa có cơ hội Pháp Hòa kết duyên với chúng sanh? Thì mình cũng vậy thôi, mình phải ra mình làm việc phụng sự cho chúng sanh, mình mới kết duyên với chúng sanh. Thì mình đi đâu chúng sanh người ta gặp mình, người ta mới cảm mến mình được. Chở đời là nó cái nhân thế nào là cái quả nó như vậy. Ví dụ một cái người mà họ, bây giờ mình nói một cái ví dụ bình thường, ví dụ một mình mở một cái cửa hàng làm ăn, khách vô mình không bao giờ mình chào hỏi câu nào hết trơn á, vô mua nói mình lấy cái bánh mình đưa rồi trả tiền rồi thối thôi, không hello mà cũng không thank you, khách nào tới với mình nữa không? Cái lời hello của mình, cái lời cảm ơn của mình, cái lời chúc tụng của mình, đó là gì? Đó là kết duyên với khách hàng. Rồi khách hàng ta vui, ta mới trở nữa. Đời này cũng vậy.
Cho thí dụ như đời này mình nguyện quán chiếu lại, mình thấy sao mình không có duyên với ai hết trơn ha. Mình đi tới đâu rồi chơi được một hai ngày rồi thôi, người ta cũng lánh mình hết, người ta gặp mình đầu này ta lạng đầu kia là mình biết mình thiếu duyên với chúng sanh. Cho mình phải kết duyên với chúng sanh, không có nên giải đãi, tức là không nên lười biếng. Thùy miên là gì? Thùy miên là gì? Ngủ. Thùy miên là ngủ. Ăn rồi cứ ngủ, ngày tới tối cứ ngủ miết vậy đó. Đùa giỡn. Cái chữ đùa giỡn là gì? Tức là không phải là không cho mình giỡn vui trong cái huynh đệ, nhưng mà tùy lúc tùy việc. Đùa giỡn không biết hổ thẹn, nghi ngờ. Chà, nghi ngờ cũng là một cái khổ nữa nha. Nó trói buộc cái tâm mình. Như vừa rồi có một Phật tử tâm sự nghi ngờ người thân. Pháp Hòa nói việc nó chưa có rõ ràng mà mình nghi là vợ chồng hay là anh em hay là bà con quyến thuộc với nhau sẽ không vui với nhau. Tức giận, keo kiết. Keo kiết là sao? Bụng xỉn lắm, không được. Ganh tị. Mình ganh tị tức là mình tật đố á. Trong cái tiếng tật đố tức là mình đố kỵ với người khác. Ví dụ Pháp Hòa làm cái gì đẹp rồi thấy người khác làm đẹp hơn, cái Pháp Hòa ganh. Rồi mình ganh cái mình tìm cách mình không cho cái người đó làm tiếp nữa. Mình tìm cách mình phá hoại, tìm cách mình dìm cái người đó xuống. Những cái hình thức đó là hình thức ganh tị. Rồi quý vị sẽ thấy cái nhân mình vậy đó. Rồi đời nào, cái lúc nào mình đi đâu, mình cũng sẽ gặp người khác cũng sẽ ganh. Hoặc là trong cuộc đời mình đi tới chỗ khác, mình làm việc gì nó cũng không có thành công. Tại vì cái tâm mà mình có ganh tị, tức là muốn làm gì? Muốn đẩy người đó xuống. Rồi mình muốn làm người ta thất bại, rồi cuộc đời mình nó cũng sẽ có những cái thất bại. Rồi bây giờ ví dụ như đời này á, mình không có cái tâm đó, nhưng mà tại sao mình làm gì mình cũng không thành công hết? Thì mình biết đó là cái đây mình đang là bị, đây là cái quả của đời trước. Bây giờ muốn trừ cái đó, muốn trừ cái nghiệp đó thì phải làm sao? Đời này không dám sanh tâm ganh tị với ai hết mới giải được cái nghiệp đó. Cho nên có nhiều vị sẽ đặt câu hỏi là làm sao để giải nghiệp. Nghiệp tức là những cái thói quen, những cái tật xấu của mình. Và ngược lại nó cũng có những cái thói quen tật tốt của mình. Không hỷ xả. Không hỷ xả là gì? Tức là mình không có biết bỏ qua cho người khác. Cũng là một cái khổ. Thưa đại chúng, Đức Phật nói như thế này nè. Nếu ai có những cái này thì tự cái đó nó trói buộc mình thôi, chứ không có gì hết. Nó trói buộc mình, nó trói buộc cái tâm của mình. Cho nên mình đừng bao giờ mình nói à, làm cái này tội nghe không, Phật bắt tội mình nghe không. Nếu mà vậy thì Phật đâu có hỷ xả. Mình tụng kinh, mình khen Phật đại từ, đại bi, mẫn chúng sanh, đại hỷ, đại xả, tế hàm thức là trật rồi. Tại vì mình làm gì? Con không biết con mới làm sai. Và con biết rồi mà con, Phật đâu có nỡ lòng nào bắt tội. Cho nên không hỷ xả là một cái trói buộc. Quanh co nịnh nọt. Huyễn thuật. Huyễn thuật là sao? Mình bày những cái chuyện gọi là kỳ đặc. Bây giờ Pháp Hòa muốn giờ Phật tử đi chùa đông, cái mà nói trời ơi, đêm hôm đó tôi lại Phật á, cô tôi thấy trên cái ngay cái trán của Phật nó phóng hào quang ra. Rồi có một bữa nọ ở Paris á, người ta bị khủng bố vậy, cái tội tự nhiên tượng Phật ở chùa tôi hai hàng nước mắt chảy xuống. Trời, người ta tin quá chừng.
Bây giờ lâu lâu người ta cũng tin vậy đó, Phật chỗ này chảy nước mắt, Đức Quan Âm đằng kia, Đức Mẹ chỗ nhà thờ nọ khóc rồi vậy đó, cho tạo những cái huyễn thuật như vậy để mà cho đông người, hay là tự mình khoe mình nữa. Cái người đó bữa hôm nghe chết đó, tôi rờ dưới chân đó, trời ơi toàn thân nó lạnh hết, mà dưới chân lạnh ngắt, ôi, nóng hổi, là chứng tỏ là người này địa ngục nè. Tại vì trong cái bài kệ mà nói là người nào mà ấm dưới chân, lòng bằng chân là người đó đọa địa ngục. Trời ơi, tôi phải giận 10 tiếng đồng hồ, tôi ngồi tôi để tay tôi dưới cái chân, tôi niệm quá trời, đẩy cái thần thức đó họ lên. Vậy là mai mốt mà phải tìm, mình khỏi tu tìm mấy vị đó ta đẩy, giống như chưởng vậy đó. Phim chưởng vậy đó, cái cục đó nó chạy lên chạy xuống vậy đó. Không biết xấu hổ, không biết khổ, tăng thượng tật đố, đã tật đố rồi mà còn tăng thượng nữa. Thưa đại chúng á, ví dụ mình thấy cái người nào làm cái gì đó, người ta làm không kịp, mà ai tới phụ giúp mình phải mừng. Chứ không có nên biểu đừng có giúp, để cho nó chết đi. Thường thường mỗi lần mà thấy ở chùa nhiều việc mà cô Huệ Tài có một mình làm, qua hay hỏi mấy cô có ai rảnh xuống phụ sư cô. Chứ bao giờ không bao giờ qua nói đừng có ai thèm xuống phụ cổ hết á, cho cổ làm cho cổ chết đi. Cái tâm như vậy là cái tâm xấu. Cái tâm như vậy thì làm sao mà tu hành gì nữa. Cho nên mình không khởi cái tâm đó được. Có nhiều cái ví dụ như có một cái người cha, hai vợ chồng giận gây lộn với nhau. Ông bỏ ra tới cửa rồi, mà ông thấy vợ ông đang lu bu, mặc dù ông giận bày bợ dữ lắm, nhưng mà ông thấy đứa con đi vô, con đi vô con phụ má con đi. Ông bực ông không phụ, nhưng mà ông cũng không có nỡ lòng để cho bà vợ làm một mình, ông cũng biểu mấy đứa con vô phụ. Đó, cái tâm như vậy mới là cái tâm. Mặc dù mình giận một phần mình thôi, nhưng mà mình vẫn phải biết rằng họ làm là làm cho ai. Chứ cái người trưởng phu là phải vậy. Cho nên đại chúng mình cứ mở lòng, mình thấy ai làm cái gì mà mình phụ được, mình cứ phụ đi, không có mất đâu hết, không có mất đâu hết á. Rồi đời mình, trong cuộc đời mình có bảo đảm là mình cứ thăng hoài không, không bao giờ mình trục trặc không. Đấy, quý vị biết ở phi trường mình á, Pháp Hòa đi phi trường nhiều lắm, Pháp Hòa biết á, những cái khu vực mà mới xây cất đó là tối tân như vậy, và những cái nhà thầu mà vô phi trường mà làm là đâu phải những nhà thầu bở đâu. Vậy mà cái thang máy mà từ ở cái cổng Mỹ mà nói vô cái chỗ mà custom á, nó hư hoài. Pháp Hòa đi Mỹ thường đó là một lần, cứ lần này về thông mà lần sau về nó hư, mà qua cứ thấy thợ nó cứ lui cui chỗ đó hoài sửa vậy đó. Đó. Cho nên Pháp Hòa mới đi ngang, Pháp Hòa mới nghiệm cuộc đời của mình, không, cuộc đời này không, mình nghĩ rằng á, những cái người mà nhà thầu vô đó mà làm, mà phi trường mà mướn vô mà làm thì đâu làm gì mà có chuyện hư hao, làm sao không có được, trục trặc chứ. Quý vị thấy máy bay không? Vừa đáp xuống sửa soạn đi cái là vô ngồi rồi tiếng đồng hồ sau nói mời hành khách xuống hết, máy bay trục trặc, không dám thăng. Có nhiều người họ nóng á, họ nói tại sao giờ này chưa đi. Pháp Hòa nói du phải mừng, nó phát hiện hư số. Du đừng có bực, du phải vui là họ phát hiện sớm. Nếu mà thí dụ lên nửa chừng rồi nó phát hiện rừng đó mình khổ không, cái họ nghe vậy cái họ xuống cái cơn giận liền, chứ hồi nãy họ bực lắm, họ ngồi họ bực bội. Và nói du không có nên buồn, là du phải mừng là người ta phát hiện nó hư sớm. Cho nên mình không phải nên tập cái tâm hỷ xả. Mình giận nhưng mà mình phải biết cái việc gì mình vì việc chung, chứ không phải là vì cái hận thù cá nhân của mình rồi mình có những cái thái độ như vậy, nó không có đúng. Và đặc biệt là nó không có đúng với cái tâm của người tu Phật. Như vậy rồi bây giờ cái cuối cùng là phóng dật trói buộc tâm ý. Phóng dật là buông lung, cái chữ phóng dật nghĩa là buông lung. Nếu 21 thứ trói buộc tâm ý này sẽ đọa vào ác thú sanh trong địa ngục Nê Lê. Bây giờ Đức Phật đưa một cái ví dụ. Ví dụ như cái áo dơ bẩn của con nít, người chủ đưa cho thợ nhuộm hay đệ tử của thợ nhuộm,
Người thợ nhuộm ngâm cái áo này, ngâm cái áo vào nước tro hay nước chùm kết, hay bột giặt chà xát thật kỹ khiến cho cái áo hết sức sạch sẽ. Tuy nhiên, người thợ nhuộm hay học trò của y đã dùng nước tro chùm kết hay bột giặt ngâm vào cái áo rồi mà chà xát thật kỹ khiến cho cái áo hết sức sạch sẽ. Nhưng vì cái áo trẻ con ấy vốn có nhiều vết cấu bẩn đen xì nên vẫn còn màu dơ bẩn. Cũng vậy, cũng như vậy, nếu có 21 thứ trói buộc làm tâm ý, liền đọa vào ác thú sanh địa ngục nê lê. Phật đưa một cái ví dụ như là người ta nhúng cái áo dơ vào trong cái nước, dù là nước xà bông. Quý vị biết chùm kết rồi phải không? Nước chùm kết có nhiều cái công dụng tốt lắm, trị gào rồi hay lắm. Hồi xưa có Hòa Thượng Làng Mai có cái bài thơ tặng cho người đệ tử khi người đệ tử đi xuất gia. Thì trong đó có một cái câu như thế này: ngày xưa nước Bồ kết gọi, chiều về buông xõa tóc hương, sáng nay cam lồ tịnh thủy. Sáng nay cam lồ tịnh thủy, tâm Bồ đề lộ kiên cường. Cái bài thơ có mấy đoạn mà trong đó có một câu nó liên quan tới cái nước Bồ kết đó. Tức là ý nó cái mái tóc này nè, ngày xưa có dùng lấy xà bông tốt để mà gọi đầu, gọi là ngày xưa nước Bồ kết gọi, rồi chiều về buông xõa tóc hương. Cái hình ảnh rất đẹp phải không? Chiều về buông xõa tóc hương. Nhưng mà sáng nay á, thầy lấy cái nước thầy rải lên đầu cho cái người đệ tử đó để phủi tóc. Sáng nay cam lồ tịnh thủy, tâm Bồ đề lộ kiên cường. Lấy cái nước này rảy lên mái tóc này, rảy đi cái trần tâm kia, và bây giờ cái tâm này hiển lộ một cái tâm Bồ đề rất là kiên cường, rất là dũng mãnh. Bài thơ có tên là mở thêm rộng lớn con đường. Bắt đầu từ câu là mái tóc vốn màu gỗ quý, nay dâng thành khói trầm hương. Cái mái tóc của mình nó màu nâu, màu đen, vốn là cái màu gỗ quý, nay dâng thành khói trầm hương. Nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thay ý vô thường. Đem cái nước Bồ kết, nước giặt chà xát thiệt kỹ, nhưng mà vì cái áo đó nó dính nhiều vết dơ quá, giặt cũng không sạch. Cũng như vậy, nếu tâm mình mà còn dính một trong 20 mấy thứ này, hoặc đầy đủ 20 mấy thứ này, 21 thứ mà vừa nêu, thì mình không có thể nào đi xa hơn được trên cái đường tu tập của mình. Bây giờ Phật mới nói: tà kiến trói buộc tâm rồi, thấy rồi phải trừ bỏ, cho đến phóng dật trói buộc tâm, thấy rồi phải trừ bỏ. Tâm của vị ấy cùng đi đôi với từ, biến mãn một phương, an trú chánh thọ chánh định. Cũng như vậy, cho đến hai phương, ba phương, bốn phương, tứ duy trên dưới, trùm hết tất cả, cùng đi đôi với từ, không hại không giận, rộng rãi bao la, vô lượng không còn phân biệt, biến mãn một phương rồi, an trú chánh thọ. Cũng như vậy, tâm đi đôi với bi, hỷ, xả, biến mãn các phương rồi, an trú chánh thọ. Pháp Hòa lược một đoạn vì nó trùng lập, mà bây giờ mình nhảy qua cái đoạn tích cực. Hồi nãy là cái đoạn tiêu cực là nói về những cái tâm đó, và bây giờ Đức Phật nói rằng nếu như mình trừ được, mình thấy được cái tâm nào, trừ liền cái tâm đó, đừng có để. Cũng giống như mình bước vô nhà mà mình thấy cái gì mà nó, thí dụ bây giờ mình thấy trong nhà mình đó, tự nhiên bước vô mình thấy có một cái con vật gì đó nó nằm ở đó, là mình liền mình đem nó ra. Hay là mình thấy rác, thấy đồ dơ, đem nó ra liền, tại cái nhà mình đang sạch. Thì cũng như vậy, Đức Phật nói thấy rồi phải trừ bỏ, trừ bỏ từng thứ cho đến trừ luôn cái phóng, tức là từng thứ dài cho đến phóng dật. Thấy rồi phải trừ bỏ. Bây giờ tâm của vị ấy cùng đi đôi với từ. Bây giờ tâm mình nó thuần rồi, bây giờ mình phối hợp đi với từ. Mà bây giờ khi mà từ mà nó có rồi, không phải một phương, mà hai phương, ba phương, bốn phương, cho đến 10 phương. Pháp Hòa không thể, bây giờ ví dụ đi,
Nói tôi có từ lắm, nhưng mà tôi từ với Phật tử của tôi thôi. Tại vì mấy Phật tử này tôi nhờ gì cũng được hết. Rồi cái xây qua này là thôi tôi không giúp đâu, tại vì cái người này tôi nhờ hoài không được gì hết, hoặc là không có, tôi không có giúp đỡ gì tôi hết. Cái đó chưa phải từ. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa có nhiều vị mới nói: thầy ơi, thôi bây giờ thầy thường đi qua Mỹ đi. Tại vì con thấy mỗi một lần mà mấy cái bài nói chuyện của thầy bên Mỹ hàng trăm không à. Trời ơi, con nhìn chùa thầy gì đâu mà thầy ngồi le hoe, không mấy móng. Con nói chùa tôi dày chắc thôi tôi khỏi nói. Này phải từ biến mãn. Giờ 5-3 người thì cũng là 5-3 người. Giờ đi qua chỗ khác đông người thì cũng phải nói vậy. Bây giờ ở đây một người cũng phải nói vậy, hai người cũng nói vậy. Cho nên Pháp Hòa nói với mấy chú lên Tây Thiên mở lớp thiền cho cái vùng đó. Rồi có nhiều tuần có hai người. Pháp Hòa về Pháp hỏi tuần này mấy người, mấy chú nói dạ tuần này có hai. Nó cũng được. Hai người thì cũng còn hơn là mình không làm gì hết, phải không? Cho nên từ của mình, lòng từ của mình phải biến mãn tới mười phương, mà phải an trú trong chánh định. An trú trong chánh định là gì? Mình phải an trú trong cái tâm từ và cái định lực làm việc của mình. Nếu mình chờ tới thông mình mới độ thì chừng nào mình mới độ được? Tại vì nếu mình không chịu độ một, độ hai mà đợi tới số nhiều, mình không gieo duyên cái một thì làm sao mình gieo duyên với cái nhiều? Nó thôi giống như cái người mà người ta khát nước trong kinh Bách Vụ kể đó, cái ông đâu khát nước quá. Ta mới đưa ông một ly nước, ông nói trời ơi, tôi khát nước nhiều lắm mà đưa ly này tôi uống không đủ, cái thôi tôi không uống đâu, thà tôi không uống. Cái thì người ta mới nói vậy hả? Thế người ta mới dẫn anh ra cái bờ sông. Ta nói thôi giờ anh khát quá, đưa một ly không đủ, thôi giờ nè anh uống đi, anh muốn uống nhiều uống. Nó thôi tôi đâu có khát dữ vậy. Rồi cuối cùng ảnh chết khát bên bờ suối. Mình cũng y chang vậy đó. Quý vị có nhớ câu chuyện đầu tiên trong kinh Bách Vụ kể không? Vắt sữa bò. Có cái ông đó, ông muốn đại khách, mà ông nói còn tháng nữa mới đại khách, muốn đại khách sữa bò. Bây giờ mình vắt sữa mà đem cất á thì nó hư thôi, chi bằng mình cất sữa trong bụng con bò đi. Rồi tới cái ngày mà khách tới cái mình ra mình vắt mình là nó có sữa liền. Một tháng sau khách tới đông quá, anh ra anh vắt được con ly. Mà anh quên rằng bò nó đâu có sữa đủ cho một đống người uống đâu. Nên là mỗi ngày mình chịu khó một chút. Thì Đức Phật nói cũng như thế. Người muốn làm phước mà cứ đợi tới số nhiều mới làm phước, mà đâu có biết rằng một đồng cũng là làm phước, hai đồng cũng làm phước. Mình không có chịu phước bố thí, không có chịu làm phước nhỏ thì làm gì có được cái duyên lành để mình làm phước lớn, phải không? Cho nên đừng có đợi. Giống như cái người Đức Phật gọi là cái người dại mà người ta để cất sữa trong cái bụng con bò vậy đó. Cho nên có nhiều khi người ta nói thôi tôi không có chịu tu đâu, tôi phải khi nào mà tôi hết tham sân si tôi mới đi chùa. Tôi bây giờ tôi còn tham sân si lắm, tôi không đi chùa đâu. Mô Phật. Không đi chùa, không tu tập chừng nào mới hết tham sân si? Hồi chưa có một Phật tử bên Úc á gọi thăm, ngài anh mới hỏi cái việc tu tập á. Pháp Hòa mới nói anh tu thiền cũng được, anh tu gì cũng được hết á, nhưng mà mỗi ngày phải có một thời kinh lại Phật. Tại sao? Vì khi mình có tụng kinh, có lại Phật là cái giờ phút mình buông thả hết tất cả, để tâm của mình nó an định vào một mối, vào một cái thời kinh. Nó giúp cho tâm mình nhiều lắm. Cái kinh nghiệm của Pháp Hòa, quý vị cứ nghĩ có phải là những lúc mình tụng kinh là những lúc mình buông thả mọi cái lo âu, rồi mình cứ đứng mình thành tâm, mình lễ Phật, mình tụng kinh, giống như là một cái pháp tu vậy đó. Nó làm cho tinh thần mình nó thư thản ra. Chứ phải cần có một thời kinh. Ngày nào quý vị cũng tụng kinh đi, 15 phút cũng được. Thắp hương rồi lễ Phật ba lễ, ngồi xuống trì ba biến chú đại bi rồi hướng cũng được nữa. Và phải có một thời kinh. Làm đi rồi sẽ thấy nó có cái năng lực hay lắm.
Cũng như vậy, đó là Bà La Môn trong ngoài đồng rửa sạch, chứ không phải chỉ sạch ở bên ngoài thôi. Đó, Đức Phật mới nói phải làm sao như vậy thì cũng giống như là trong ngoài đều sạch. Bây giờ Đức Con, bây giờ Phạm Chí nói với Thế Tôn: Thưa Cù Đàm, hãy đến sông để tắm rửa. Thưa Cù Đàm, nước sông rửa sạch, nó tương ưng giới hạnh, tương ưng phước đức, tương ưng độ thoát tất cả thế gian. Thưa Cù Đàm, tất cả những người thế gian dùng nước tắm rửa sẽ trừ được tất cả điều ác, ở trong nước sạch tẩy rửa nhu nhuyến, dù người phàm phu vẫn thường được an lạc. Nhưng nước không thể trừ được hành động đen tối, dùng nước sạch ấy nhưng tại nước nào thấy gì? Người làm các điều ác, nước làm sao có thể rửa sạch được? Muốn cho sự thanh tịnh vững chắc, hãy giữ giới hạnh, hành tinh tấn hạnh, thường được tương ưng với giới. Nếu không sát sanh, trộm cắp, nói dối là được đắc độ. Phạm Chí hãy an trụ nơi đây, làm tất cả đều được an ổn. Cái ông này ông nói: Thưa Cù Đàm, Cù Đàm tới cái nước đó thì Cù Đàm rửa đi, cái gì nó cũng sạch hết, tại vì nước nó này là tượng trưng cho giới. Thì Đức Phật nói: Không, cái đó chỉ rửa bên ngoài thôi, còn nếu mà mình chưa rửa được bên trong thì không được. Cho nên hồi nãy có một Phật tử hỏi Pháp Hòa: Chứ giờ mỗi ngày con nghe pháp vậy đó, con nghe ngày mấy thời vậy đó, rồi con tụng kinh thế này kia, phải nói đủ được hết á, nhưng mà thủy chung á, cái căn bản nhất của Đức Phật dạy chúng ta là trừ cái gì? Ba thứ thôi: tham sân si, phải không? Tham sân si mà chưa đoạn, Pháp Hòa không dám nói chữ hết nha, mình chỉ nói tham sân si mà chưa giảm thôi, tu hành cũng rất là khó. Mà đừng nói chi tu hành, sống ở đời cũng đã là một cái cực nhọc rồi. Người mà dễ sân quá, ai dám giỡn chơi với, ai dám tới gần mình. Đó, mỗi một cái đó là người si mê quá thì cái gì cũng chấp trước, rồi la làng la xóm, nói bậy nói bạ thì làm sao mà có bạn, có người thân. Bà La Môn, cần gì phải trở về nhà, cần gì ở ngoài nhà, này Bà La Môn, nên cần thiện pháp thanh tịnh, đâu cần thứ nước tệ ác ấy, chỉ trừ cấu ô uế. Này Cù Đàm, hoặc có người nghĩ rằng chỉ cầu thiện pháp thanh tịnh, không cần thứ nước tệ ác ấy, nó chỉ trừ trần cấu ô uế. Đủ rồi, thưa Cù Đàm. Ông này mới nói: Thôi đủ rồi, thưa Cù Đàm, nay con xin quy y Thế Tôn, pháp và Tỳ Kheo Tăng. Bạch Thế Tôn, con xin làm U Bà Tắc. Từ ngày hôm nay cho đến lúc mạng chung, con xin quy y Phật, xa lìa sát sanh. Đức Phật nói như vậy, các Tỳ Kheo nghe Đức Thế Tôn nói xong hoan hỷ phụng hành. Phật nói rồi, nó thôi, bạch Đức Thế Tôn, Phật dạy như vậy con hiểu rồi, từ nay con xin quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Và trong kinh Diễn Đạt rằng: Con xin quy Thế Tôn, Thế Tôn là Phật đó, pháp và Tỳ Kheo Tăng, tức là Tam Bảo. Thì Đức Phật mới nói: Cần gì phải trở về nhà, cần gì phải trở về nhà, cần gì phải ở ngoài nhà? Không phải ở ngoài hay ở trong, mà ngay cái nơi nào mà chúng ta cấu uế thì chúng ta trừ nó. Còn những cái hình thức chỉ là tượng trưng thôi. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, mình hay lấy một chung nước, rồi mình làm phép, mình vẽ vẽ gì vô đó ha, rồi mình cầm cái hoa mình rải, cái đó là gì? Tượng trưng thôi. Tượng trưng là nơi nào có cấu uế thì lấy nước tẩy trừ. Nhưng mà quý vị thấy cầm nó tẩy hết không? Nó biểu tượng mà. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Nước không rửa nước, pháp thân nhiệm, bụi không vương bụi, tự tâm khai. Cái câu mà lúc mà mình bắt ấn mình đọc á: Thủy bất tẩy, thủy diệu cực pháp thân, trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ. Quyên trừ nội, nội là ở đâu? Ở trong, ngoại là bên ngoài. Đảng địch đàn tràng là toàn cái đàn tràng này. Sái khô mộc, nhi tác dương xuân,
rưới lên cây khô thì cây khô xanh tươi như mùa xuân vậy. Cõi uế hóa ra làm cõi tịnh. Cho nên đó là biểu tượng. Cho nên ở trong tất cả các đạo giáo, người ta muốn biểu tượng cái gì mà nó trong sạch, nó đã được tẩy trừ, ta hay lấy biểu tượng như là rẫy nước. Ta cầm cái bình hương, ta cầm đi, người ta lắc lắc vậy là để người ta tẩy uế. Đó là biểu tượng. Còn cái quan trọng là gì? Chúng ta phải tẩy từ ở trong. Nói tóm lại, ở đây là Đức Phật nói cái bài kinh là có những cái thứ nó trói buộc mình, mà nếu như mình chưa có giảm được nó thì càng ngày mình sẽ càng khổ hơn. Trong đó cái tà kiến là một, hai là cái phi pháp dục, ba là cái tà pháp thế gian, bốn là tham lam, năm là sân hận, sáu là giải đãi, bảy là thùy miên, tám là đùa giỡn, chín là không biết khổ thẹn, 10 là nghi ngờ, 11 là tức giận, 12 là bực tức. Giận thì mình nổi lên, còn bực tức là nó ở bên trong. Keo kiết, ganh tị, không hỷ xả, quanh co nịnh hót, vân vân. Những cái nào mình còn là cái đó nó sẽ trói mình. Còn nếu như mình giảm được cái đó, và Đức Phật đưa cái ví dụ như là mình lấy một cái áo đã dơ mà mình giặt ở trong nước sạch, thì dù có giặt nhưng mà nó cũng, nếu cái áo đó dơ nó dính rồi thì khó. Thì mình cũng vậy, tâm mình mà cái đó nó còn dính lại, một trong 21 này nó còn dính lại thì mình khó lắm. Và hôm nay mình học cái bài kinh này, bài kinh ngắn, Đức Phật dạy cái cách để mình quán tâm. Thưa đại chúng, có nhiều người ta hỏi quán là sao? Quán là gì? Quán là nhìn trở lại mình, nhìn sâu trở lại mình, để mình thấy rõ mình đang còn cái gì. Và khi mình có quán rồi á, thì mình biết là mình phải làm gì và mình nên làm gì. Chứ quán không là cái gì á, quán không có gì đặc biệt hết á. Quán là mình biết xoay trở lại, mình nhìn cái hoàn cảnh của mình, rồi cái tâm của mình trong khi mình tu tập. Cái bài kinh ngắn nhưng mà rất hay và rất thiết thực. Nó liên hệ mật thiết trực tiếp đến đời sống hàng ngày của chúng ta. Hôm nay Hòa đọc cho đại chúng nghe và chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Và mong đại chúng học thêm được một bài kinh thì chúng ta có thêm một cái tài liệu. Thật ra những cái này mình nghe hết rồi, nghe rải rác trong các kinh hết. Nhưng mà thỉnh thoảng Đức Phật chuyên chú vào một cái đoạn nào đó. Nhưng mà người Phật tử chúng ta đó, là hễ có thời gian là chúng ta nghiên cứu, chúng ta học để giúp cho mình thêm cái sức mạnh cũng như cái niềm tin mãnh liệt. Cái chữ tin trong nhà Phật, nó ở đây Phật muốn nói, nó không phải là mình tin mù quáng, mà mình tin rõ ràng những gì Phật đã dạy chúng ta để chúng ta tu tập. Còn những cái gì nó lặt vặt bên ngoài, nó không phải là cái chính gốc, thì chúng ta nên giảm cái đó để chúng ta giảm khổ. Mà một khi mình mà trật rồi là mình dẫn người khác trật theo. Ngày hôm qua đi đưa đám tang, có một cái đám, quý vị biết là một đoàn xe vậy đó, người ta dẫn đi về thăm nhà. Về thăm nhà xong rồi là đi thẳng ra nghĩa trang để an táng. Mà quý vị tin đi trật đó, cái anh tài xế mà dẫn đoàn xe đi nhà hoàng đời nào mà đi trật, tại vì người ta có bản đồ rõ ràng hết. Vậy mà anh đi trật, anh đi ra tới freeway rồi, từ Seward Park ra tới freeway Seward Park rồi anh tấp vô, mà anh run lên hết, anh mắc vừa mắc cỡ mà anh sợ mình trách anh nữa. Anh đứng anh run, anh mới chạy cái xuống cái xe thứ nhì mà xe Pháp Hòa ngồi đó, anh mới năn nỉ cái anh tài xế kia qua đổi và anh và dẫn đường giùm. Rồi anh lên trên này mà Pháp Hòa thấy anh thở, anh mệt mà tay chân anh run, mặt mà anh tái hết. Pháp Hòa mới an ủi, nó không có sao, yên tâm, tại anh không biết đường thôi. Một hồi cả 15 phút sau anh mới an định trở lại. Rồi Pháp Hòa mới nói với trong xe, Pháp Hòa nói ở trong sách mình hay đọc á, nhất manh dẫn quần manh, một người mù dẫn nguyên người mù. Quý vị biết mấy cái xe mà người ta đi theo đó, ta đi trật hết trơn.
Thì chẳng có chân vậy đó, người bị gì mình đi đâu người ta đi đó mà. Cho nên là cái trường hợp đó như vậy. Mình cái gì mình không biết thì mình khoan nói. Mà mình thấy cái này nó có hợp với hợp tình hợp lý với đạo Phật không? Trời ơi, Phật tử mấy chục năm trời ngang đi tụng đám quá trời vậy đó, mà nói về dặn mấy chị khác á, đi tụng đám về đừng có ghé nhà liền hay không, tấp vô chùa hay là tấp vô công viên, tấp vô đâu á, để cho ma nó đánh lạc hướng ma, chứ đừng đi về nhà ma theo mình vô nhà. Trời đất ơi, nói vậy mà cũng nghe cho được. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ đi, ví dụ bây giờ con ma đó mình dẫn nó đi tùm lum tà la, đi vô xếp quê rồi lát mình đi về, mà giờ nó thương mình quá, nó đi theo mình biết không? Tại sao lại có những cái nghĩ như vậy được? Rồi mình nói là đừng có đi tụng đám nhiều, đi tụng đám nhiều vô đó đó, cái âm khí nhiều riết mình mất thông minh. Tất cả những cái ý nghĩ như vậy nó hoàn toàn không phù hợp với cái tinh thần của đạo Phật. Cái gì mình đừng có nghe mấy cái đó, mình đừng có nghe, mình đừng có tin cái đó. Mình muốn chắc phải không? Hỏi lại quý thầy. Mà quý thầy mà học Phật thì quý thầy phải càng giải thích rõ ràng cho mình nghe, cho quý thầy mà dẫn mình đi theo đường tà kiến nữa là khổ nữa. Thôi chúc đại chúng vui vẻ, rồi tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau trong khóa tu mùa đông.